Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 25.000 tóc căng có GK dép. Con này được xây dựng trên nền tảng của KTC, tức là KukuChain nha các bạn. Thì để tham gia game này, các bạn cần click vào link mô tả dưới video mới tham gia chatbot nè bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow tờ Twitter và retweet nè. Tweet bot nè. Hashtag này mà các bạn copy hashtag này nha các bạn, trên tờ Twitter nó các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn dán cái tweet với hashtag nè các bạn, các bạn dán hashtag KFC. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè, follow kênh partner nữa nè. Rồi trên đây thì các bạn lướt xuống nữa các bạn tìm bài KC các bạn like nè, các bạn chỉnh dạng như tweet nè các bạn chỉnh dạng như username của nó đi bạn, account crypto. Rồi các bạn tweet lên các bạn, sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn join kênh seller nè, join kênh group nè, subscribe kênh YouTube nè, mình join chào hết tất cả các trang mạng xã hội nè các bạn, cho nó gấp nè. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube nè. Rồi các bạn đăng ký nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào chat nè. Rồi các bạn bấm vào zone này gấp nè. Rồi các bạn bấm submit đi tên nè các bạn. Rồi các bạn điền lúc xin em Telegram của các bạn đã cho anh chào ai gấp nè các bạn. Tiếp tục submit đường link profile tại Twitter của mình nè. Thì các bạn mở tại Twitter của mình ra các bạn. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình, nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ. Tại mình làm nhiều cái video quá nên máy mình ở nhà mình lag các bạn. Không chụp được. Submit tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ với KukuChain. Thì các bạn video mình có hướng dẫn các bạn tích hợp mạng KukuChain đó các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên ví MetaMask cũng được. Chatbot. Đâu rồi? Tiếp tục nữa các bạn join group kênh channel không bấm don các bạn. Sao nó chậm quá. Sau đó này còn bạn submit in tweet nha bạn. Thì các bạn chia sẻ các bạn đã tweet nữa các bạn. Các bạn tạo Twitter các bạn ra. Các bạn chia sẻ bài bán free sale nè các bạn. Rồi sao chép liên kết nè. Giờ lại cho bot. Tiếp tục các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào Mi Balance để chết số cầm kiếm được nha các bạn. Rồi bạn bấm vào ghép link lên ghép chia sẻ trong bè cho người thân để kiếm thêm tôi cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.